Ngày bé, Hương Lan tuyệt vời với khuôn mặt bầu bỉnh, đôi mắt to tròn. Giữa thập niên 1970, Hương Lan được mời về diễn trong đoàn cải lương Kim Chung. Tại đây, chị thường diễn chung với các điển trai Chí Tâm giọng ca trẻ nổi danh. Họ được ngưỡng mộ khi cùng diễn những vở Hán Đế Biệt Chiêu Quân, Cây Sầu Riêng Tổ Bông, Nắng Thu Về Ngõ Trúc. Hương Lan lúc này đã chín mùi về nhan sắc với mái tóc lốn bồng đặc trưng. Năm 1975, cả hai kết hôn khi Hương Lan mới 19 tuổi. Sau khi định cư ở Pháp và có với nhau hai con trai, năm 1982 họ ly dị. Ở Pháp, Hương Lan thường xuyên biểu diễn, theo đuổi dòng nhạc dân ca. Giai đoạn này, phong cách ca sĩ sắc nét phóng khoáng, tân thời hơn trước với những bộ giấy trễ. Hương Lan thường xuất hiện trên những sân khấu với kiểu tóc bốt lốn xoan, đôi mắt to tròn được chút dài phần đuôi. Nhiều nghệ sĩ hải ngoại đánh giá thập niên 1980 là thập niên của Hương Lan trong làng nhạc của xã hội người Việt ở quốc tế khi chị thành công ở nghề dịch vụ tân nhạc lẫn cổ nhạc. Năm 1996, Hương Lan trở về Việt Nam biểu diễn. Từ đây, ca sĩ gắn bó thường xuyên với mái tóc dài thẳng xõa ngang vai cùng tà áo dài. Sau khi về nước, Hương Lan thường xuyên tham gia những đêm nhạc lớn, chủ yếu hát chung với những nghệ sĩ hoặc là khách mời trong đêm nhạc của đồng nghiệp. Năm 2009, chị triển khai mini show mang tên Ân Y Y một khúc dân ca. Khác với tương đối nhiều ca sĩ hải ngoại, Hương Lan chưa nhận lời làm giám khảo những game show.